dịp Halloween, gần như tất cả mọi người, dù gan dạ hay yếu bóng vía, đều muốn tìm đến những thứ gì đó rùng rợn một chút để hòa mình vào không khí của một trong những ngày lễ hội đặc biệt nhất năm. Và xem những bộ phim có bối cảnh xảy ra vào đúng ngày ma quỷ được tự do trở về trần thế là một sự lựa chọn sởn gai ốc cho những người có đủ bản lĩnh. Chào mừng quý bạn và các vị đã đến với Mọt Phim Plus. Nhân cơ hội này, hãy cùng chúng tớ chào đón lễ hội hóa trang đẫm máu bằng bộ phim kinh dị hay nhất lấy bối cảnh Halloween nhé. Tớ để link phim dưới mô tả, nếu bạn thích bộ phim nào chỉ cần click vào là xem ngay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 10. O Hallows Eve năm 2013. Bộ phim Cuốn băng ma quái năm 2013 kể về tên hề Art. Hắn là một con quỷ chỉ có thể xuất hiện vào đúng đêm Halloween. Sarah, người mẹ của hai cậu con trai nhỏ, phát hiện ra trong túi của con mình có 3 cuốn băng sau khi chúng đi chơi Halloween về. Tò mò, Sarah đã lần lượt mở từng cuộn băng một lên để xem và dù sợ hãi, cô không thể rời mắt khỏi những cảnh giết người man rợ được quay lại của Art. Đến giây phút cuối cùng của cuộn băng thứ 3, Sarah mới chợt bừng tỉnh và vội vã đi kiểm tra hai đứa con của mình. Và điều kinh hoàng trong đêm Halloween đã diễn ra. 9. Idle Hands năm 1999. Phim Bàn tay của quỷ nói về anh chàng 17 tuổi có tên là Anton Tobias và một sáng đẹp trời Halloween, Tobias đi xuống nhà và hoảng hồn khi cha mẹ mình đã trở thành hai cái xác. Sau khi vô vọng tìm cách lý giải nỗi kinh hoàng này, Anton chợt nhận ra hung thủ không ai khác mà chính là bàn tay phải của cậu. Không một lời giải thích, nó bỗng nhiên biết suy nghĩ độc lập, đồng thời rất khao khát được giết người. Tay phải mạnh đến mức Anton cùng lũ bạn thân đồng trang lứa của cậu không cách nào kiềm hãm nó giết người được. Phim pha trộn một chút yếu tố hài hước nhưng mức độ kinh dị thì vẫn trên 18 cộng. 8. Halloween năm 1978. Đây là phần phim đầu tiên của loạt phim kinh dị kinh điển mùa Halloween. Cơn ác mộng trong phim có tên gọi là Michael Myers, luôn mang một chiếc mặt nạ màu trắng ghê rợn và giết người bằng một con dao thái thịt bén ngọt. Vào đêm Halloween năm 1963, Michael lúc này mới 6 tuổi. Khi chị gái cậu đang mây mưa với bạn trai và không dẫn cậu đi xin kẹo, Michael đã tức giận rồi đeo chiếc mặt nạ giấy, sau đó lấy con dao làm bếp đâm chết chị gái của mình đang trần như nhộng. Từ đây, Michael đã trở thành tên sát thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Tòa án quyết định đưa cậu vào viện tâm thần vì còn quá bé. Mẹ cậu sau đó đã tự tử chết. 15 năm sau, cậu trốn trại trở về, đầu đội chiếc mặt nạ trắng và tìm cách giết nốt cô em gái của mình, nay đã được đổi tên thành Laurie Strode. Có thể nói, đêm Halloween sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi tên của bộ phim này, vì Michael Myers gần như đã trở thành một trong những tượng đài lớn trong dòng phim kinh dị về chủ đề sát nhân hàng loạt. 6. Trick or Treat năm 2007. Mặt nạ bí ngô là bộ phim được xây dựng theo kiểu lồng ghép nhiều câu chuyện riêng biệt, nhưng tất cả chúng đều xảy ra trong đêm Halloween. Và trong một khoảnh khắc nào đó, luôn có một đứa trẻ đầu đội quả bí ngô xuất hiện đầy bí ẩn. 5 câu chuyện trong mạch phim sẽ khai thác 5 nỗi sợ khác nhau, từ kẻ giết người hàng loạt, ma cà rồng, zombie cho đến cả ma sói, để rồi khán giả dần dần nhận ra cả 5 câu chuyện đều được liên kết với nhau một cách mạch lạc và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất bất ngờ trước sự thật đằng sau những vụ án đẫm máu của bộ phim này. 7. The Nightmares Before Christmas năm 1993. Tạ
tạm thời khép lại danh sách đẫm máu này, hãy nói về một bộ phim Halloween sẽ không làm bạn mất ngủ nhé. Bộ phim kể về Jack Skellington, người lãnh đạo một vùng đất có tên gọi là thị trấn Halloween. Những người ở đây có nhiệm vụ sáng tạo hết sức có thể để Halloween hàng năm càng đáng sợ càng tốt. Trong một lần vào rừng dạo chơi, Skellington tình cờ bắt gặp một cái cây mở ra cánh cửa đến Christmas Town. Tại đây, Skellington nhìn thấy những ánh đèn rực sáng, những gói quà đỏ bắt mắt và âm nhạc hay mê ly. Skellington quyết định vạch ra kế hoạch bắt cóc ông già Noel để quý ngài có thể trở thành chúa tể của kỳ Giáng sinh. Dù bộ phim đã được ra mắt từ lâu, nhưng ý tưởng độc đáo mà bộ phim mang lại vẫn khiến người xem nhiều thế hệ trầm trồ không dứt. Năm Satan Little Helper năm 2004. Hey Satan, where's your pitchfork? Douglas, một cậu nhóc mới lớn, chỉ vì tranh cãi với chị gái của mình mà đã bỏ nhà ra đi vào đúng đêm Halloween đầy nguy hiểm rình rập. Trên đường phố, cậu bé bắt gặp một người đàn ông đeo mặt nạ Satan giống với tạo hình của một nhân vật trong tựa game mà cậu yêu thích. Thực chất, người đàn ông này là một tên giết người hàng loạt, hắn dụ dỗ để cậu nhóc trở thành người học việc cho mình và nói dối rằng những nạn nhân đáng thương chỉ đang chết già. Douglas không những đi theo và giúp đỡ tên giết người Satan mà còn mang hắn về nhà và sát hại gia đình mình. Ba, Clown House năm 1989. Vào đúng đêm Halloween, Casey, một cậu nhóc mắc chứng sợ hề được hai anh lớn dẫn đi hội chợ ở thị trấn. Tại đây, có ba tên tâm thần cải trang thành chú hề rất thích thú nhóc tì này nên đã bám theo cậu và hai anh về nhà. Nói về những điểm đáng sợ của bộ phim, không ai có thể bỏ quên sự lạnh lùng của chính những người xung quanh khi từ chối giúp đỡ Casey chỉ vì họ nghĩ rằng em quá sợ hề nên đã tự tưởng tượng nên tất cả mọi chuyện. Những pha giết người đẫm máu đi kèm với tiếng cười hoang dại khiến cho Clown's House trở thành một trong những bộ phim kinh điển nhất của thể loại kinh dị khai thác nhân vật chú hề. 4. Ginger Snap năm 2000. Big dog, baby. Whoa, that's it. Whoa. Bộ phim là câu chuyện về một người bị ma sói cắn và sẽ biến thành con quái vật khát máu này vào mỗi đêm trăng tròn, luôn dễ dàng mang đến nỗi khiếp sợ cho nhiều người. Lần này, sự kinh hoàng hẳn sẽ được nhân đôi khi con ma sói xuất hiện vào giữa đêm Halloween. Nhân vật chính trong bộ phim, Ginger cùng em gái Brigitte là những người yêu thích bất cứ thứ gì liên quan đến cái chết, khiến họ được cho là lập dị và bị mọi người xa lánh. Sau một lần bị sói cắn, Ginger dần nhận ra cơ thể mình ngày càng biến chuyển theo chiều hướng hung hãn hơn, thêm khát máu tươi hơn. Và tất cả sẽ trở thành thảm họa khi đêm Halloween đến. It feels so good. We're almost not even. Đó, những người tỉnh táo phải cố gắng tìm ra ai là người không bị cướp mất linh hồn và bảo vệ nhau sống sót, thoát ra khỏi hầm mộ kinh hoàng đó. Một, Halloween năm 2018. Sau 4 thập kỷ ròng rã, Michael Myers đã sẵn sàng để một lần nữa dạo chơi trong đêm Halloween năm nay. Halloween 2018 là phần phim thứ 11 trong chuỗi phim dài hơi về Michael Myers, kẻ sát nhân luôn mang trên mình chiếc mặt nạ cổ quái và săn người vào đêm Halloween. Theo logic thì Michael Myers đã bị bắt giam vào 40 năm về trước. Tưởng chừng bình yên là mãi mãi, thế nhưng một hôm chuyến xe chở tù nhân, trong đó có Michael đã gặp tai nạn trên đường. Và tên tội phạm nguy hiểm một lần nữa trốn thoát. Theo suy đoán của nhiều nhà phân tích thì Laurie và Michael không có quan hệ huyết thống. Và hắn ta chỉ quay lại trả thù Laurie vì cô là nạn nhân duy nhất từng sống sót và thoát khỏi tên sát nhân. Là một trong những hình tượng kẻ giết người máu lạnh thuộc hàng huyền thoại của Hollywood gắn liền với đêm Halloween, Michael Myers sẽ trở lại với chúng ta vào ngày sinh nhật của hắn là ngày 19 tháng 10 năm 2018.
Halloween đã tới rất gần rồi, bạn đã chọn cho mình bộ phim nào rồi hay nhân vật nào mà bạn muốn hóa trang thành nhất? Hãy để lại ý kiến của mình cho chúng tớ và mọi người cùng biết nhé! Nếu thấy video hay thì đừng quên like và share video để chúng tớ có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé! Cảm ơn tất cả mọi người! I love you, Chi Chi! Bye bye!